Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Cũng giống như bao những cái tựa game khác thì kim cương trong một cái tựa game là một vật phẩm rất là quan trọng để mà giúp anh em có thể là sử dụng và mua các cái vật phẩm hay là các cái thứ liên quan đến cái tựa game. Vậy thì trong tựa game Football Pro này thì chúng ta sử dụng kim cương như thế nào và kiếm kim cương ra sao cho là hợp lý nhất đối với những anh em mới chơi tựa game này? Đầu tiên là kiếm kim cương trước đi. Kim cương thì hiện tại có một cái phần mà rất là nhiều anh em rất là yêu thích để mà kiếm được, tại vì cái số lượng của nó rất lớn. Nó nằm ở trong cái khu vực đầu nhà. Nó có một cái đây, cái phần thử thách xây đội này. Ở đây thì nó sẽ có hai dạng, gồm thử thách thách đấu tân thủ với lại nhiệm vụ hàng ngày. Cái này thì nó sẽ reset theo ngày em ạ. Đấy, cái này nó reset theo ngày nha. Ở đây anh em có thể thấy là nó sẽ có những cái nhiệm vụ cho anh em kim cương đây. Số lượng nó cho đến 2000, rất nhiều em nhá. Ở trong cái phần thách đấu tân thủ này nó cũng sẽ cho anh em kim cương. Cái này thì hình như là nó reset theo tháng anh em ạ. Đấy, reset theo tháng này. Và mình ở đây mới làm được cái nhiệm vụ 666 kim cương, nhận được 666 kim cương rồi. Còn đây nó có một cái nhiệm vụ là 2000 kim cương. Thì khi mà anh em click vào để mà làm cái thử thách nha, thì nó sẽ yêu cầu các cái điều kiện ở đây để mà anh em có thể là nhận được 2000 kim cương. Lưu ý là khi mà anh em đã bỏ những cái cầu thủ vào đây rồi ấy, những cái cầu thủ trắng, những cái cầu thủ cam hay là những cái cầu thủ tím mà anh em cho vào đây nha, thì nó sẽ mất hết những cái cầu thủ đó. Nó giống như kiểu mà nó đuổi các cái cầu thủ ra khỏi cái câu lạc bộ của anh em ấy, kiểu như vậy. Ở đây nó có yêu cầu đó là 11 cái quốc gia khác nhau, thì anh em có thể là ấn cái từ đổi để mà xem là ở cái đội hình của anh em có những cái cầu thủ ở những cái quốc gia nào. Anh em cứ đếm làm sao cho nó đủ 11 cái quốc gia khác nhau. Những cái quốc gia nào trùng thì anh em có thể thay thế để mà sang cái quốc gia mới. Đủ 11 cái quốc gia là ok. Cầu thủ vàng 5 người ở đây là chúng ta sẽ phải sử dụng đến 5 cái cầu thủ cam thì chúng ta mới có hoàn thành được cái phần này. Cái này thực ra là anh em có thể là bỏ những cái cầu thủ mà anh em không chơi cũng khá là được, chứ không cần thiết là cứ phải giữ những cái cầu thủ không chơi làm cái gì cả. Đấy, có thể bỏ những cái cầu thủ với cái hạng thấp ra. Đấy, CM này, ở đây 84 thì không, và những cái cầu thủ 82 thôi. Đó, và anh em có thể là nhìn xem là hiện tại có những quốc gia nào. Ở đây đang có đến 3 Pháp, à 4 Pháp này, 3 Anh này. Ôi, cái này thì hơi thốn nha. Chúng ta phải đếm đủ cho nó 11 cái quốc gia, nó có thể ấn cái từ gửi để nhận cho mình 2000 kim cương. Đấy, thì đây là cái phần kiếm anh em nhiều kim cương nhất. Ngoài ra cái phần hành trình, anh em có thể là vào hành trình vinh quang để mà đi ải. Ải ở đây thì nó sẽ cho anh em những cái vật phẩm kim cương khi mà anh em nhận được đủ sao ở đây. Đó, nó cần yêu cầu số sao khi mà anh em đi ải nha. Đủ số sao thì nó sẽ cho anh em kim cương. Ở cái phần này thì nó hơi mất thời gian một tí, nhưng mà nếu mà đội hình anh em mạnh, anh em có thể là đi và nhận được rất là nhiều kim cương. Ở trong cái phần nhiệm vụ này, khi mà anh em hoàn thành đủ cái số điểm hoạt động, ở đây có mốc 40 điểm, có cái mốc 120 điểm, thì chúng ta sẽ nhận được đến 300 kim cương. Đấy, cái này thì nó sẽ reset theo ngày em nhé. Ở trong cái phần so tài, chúng ta sẽ có phần thưởng khi mà anh em leo rank được nha. Đây, ở đây thì nó sẽ có các cái mốc như là bạch kim 2, bạch kim 1 này. Ở dưới đây còn thấy cái mốc nào nữa hay không? Đấy, hai cái mốc đây, ở đây còn kim cương 2 với lại kim cương 1, nó sẽ cho King 2, King 1. Nó sẽ cho anh em rất nhiều kim cương. Nên cái phần này anh em cố gắng là chạy cho mình nhé. Cái này có thể là chạy mắc bao nhiêu cũng được. Có nghĩa là nó sẽ cho anh em đá cả ngày cũng được. Nên anh em cố gắng là leo lên cái rank cho mình để nhận kim cương nha. Ở trong phần quyết đấu, nó có một cái mục phần thưởng. Ở đây khi mà anh em leo lên cái rank, à đâu, cái này như là nó có cái số lượng thắng hay sao ấy. Khi mà nó reset lại thì 10 trận thắng anh em phải nhận được toàn bộ phần quà đây. Ở đây nó có hai mốc quà gồm 800 kim cương và 500 kim cương. Đấy, cái này thì nó cũng khá là nhanh thôi, nên anh em chịu khó đá cho mình nha. Một cái phần nữa ở trong phần đường tới vinh quang, khi mà anh em click vào cái hình của cầu thủ, nó sẽ có hai cái mục gồm liên hệ. Ở đây nó chỉ có phần liên hệ thôi anh em, chứ còn phần thưởng không có gì. Liên hệ ở đây khi mà anh em tăng được cái độ thân mật với các cái nhân vật mà anh em gặp được ở đây, thì nó cũng sẽ cho anh em cái lượng kim cương nha. Không phải là nó sẽ cho anh em nhiều đâu, nhưng mà ở đây nó vẫn có cái phần cho anh em nhận kim cương. Mình nhận được 100 rồi này, 200, 300,
400, 500, 600, 700 rồi, 800. Sao? À vậy là mình nhận được 800 kim cương ở trong cái vùng này rồi anh em nhá. Nên là anh em chịu khó rèn luyện cái cầu thủ ở phần đường tới vinh quang này giúp mình. Đó là những cái phần kiếm kim cương, nó sẽ còn nhiều những cái hoạt động và sự kiện của tựa game này thì anh em có thể tham gia để nhận cho mình những cái phần quà, đặc biệt là kim cương nha. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là chúng ta sử dụng kim cương để làm cái gì? Kim cương ở đây thực ra thì hiện tại thì mình dùng cái kim cương này chủ yếu vào cái việc mua thể lực. Anh em có thể thấy là mình đã mua toàn bộ 12 lần cái phần mua thể lực này. Một lần mua của nó cũng tốn phết đấy, nên là một ngày có thể là đốt đến nghìn kim cương anh em ạ, để mà mua toàn bộ cái số lượng thể lực. Game này không có cái thể lực là không nào là cái quần què gì hết, nên là có kim cương thì chủ yếu tập trung vào mua thể lực thôi. Anh em có thể là mua khoảng tầm 5 đến 7 lần. Anh em nào mà muốn nâng được chiến nhanh hay là qua ải nhanh hay là có thêm những cái kỹ năng mới thì anh em có thể là mua toàn bộ cái thể lực để mà đi quét ải hay là đi đấu ải, nhận cho mình XP, nâng cấp các level hay là mở thêm những kỹ năng mới. Đấy thì số lượng kim cương hiện tại thì mình dồn hết toàn bộ vào mua thể lực. Ngoài ra thì có một số những cái phần khác để mình sử dụng cái kim cương này, đó là ở trong phần đâu nhỉ? Nó có cái phần liên đoàn này này, ở đây thì mình sẽ đóng góp kim cương ở đây khoảng tầm 3 lần với 150 kim cương để mà tăng cái liên đoàn lên, tại vì cái liên đoàn này là liên đoàn hiện tại mà mình đã tạo ra. Nên là mình đã phải cống hiến một chút kim cương. Ở đây nó có một cái phần đó là hoạt động 7 ngày và ở cái phần từng ngày một thì nó sẽ có những cái quà ưu đãi nha. Nếu mà anh em muốn tích những cái vé trinh sát cao với cái giá rất là rẻ ấy, ở đây nó chỉ mất có 1.500 để mà mua được 10 vé thôi. 3.000 kim cương thì mới mua được 10 vé ở cái phần gacha, ở phần trinh sát này nha. Đấy, nghĩa là mua mất 3.000 đấy. Nên là ở đây nó mất có 1.500, nên là nếu mà anh em nào muốn tích vé để mà gacha kiếm cầu thủ thì anh em có thể là mua toàn bộ cái số lượng ưu đãi thẻ trinh sát cao ở đây. Đấy, ở đây thì mình đã mua hết toàn bộ cái thẻ trinh sát cao rồi anh em nhé. Còn lại thì những cái phần khác anh em muốn mua thì cũng có thể mua được. Ở đây có cái thẻ phong cách này cũng rất là ngon này. Đấy, cái thẻ phong cách ok phết, anh em có thể là tính toán cái việc mà mua những cái phần ở đây nhé. Riêng ở phần thí luyện nó có một cái mục đó là đấu nhanh. Ở đây thì nếu mà anh em muốn thì vẫn có thể là sử dụng 50 kim cương để mà mua một lần. Còn lại thì hai cái lần sau anh em không nên mua nha, tốn nhiều kim cương với lại quà nó cũng có nhiều ấy. Nên anh em chỉ cần mua cho mình khoảng tầm 50 kim cương ở lần đầu thôi anh em ạ. Ở trong cái phần hành trình vinh quang nó có cái phần du đấu. Du đấu ở đây thì nó sẽ sao nào? Nó sẽ tốn 180 hay là 150 kim cương ấy, thì anh em nên sử dụng kim cương để mà đi du đấu nha. Nên sử dụng kim cương và cái số lượng kim cương cao nhất ấy, để mà đi du đấu. Tại vì một ngày thì nó cũng chỉ cho anh em một lần thôi. Và cái phần quà ở đây thì nếu mà may mắn thì có thể là nhận được rất là nhiều quà và có thể là có tỷ lệ mở ra được hẳn một cái cầu thủ. Nên ở trong phần này thì mình đầu tư toàn bộ cái số lượng kim cương để mà đi du đấu nha. Còn anh em có thể là lựa chọn tùy. Ví dụ ở đây nó đang mở 5 thì anh em có thể là dùng 3 lần kim cương thôi. Còn lại thì chúng ta có thể là sử dụng vàng để mà đi du đấu nha. Cái này mình khuyên là anh em nên du đấu bằng kim cương. Đó thì đấy là toàn bộ cái phần kim cương trong cái tựa game này, gồm cách kiếm và cách tiêu như nào cho hợp lý nhất. Sau khi mà anh em xong đôi này có suy nghĩ gì về vấn đề trên, mình dùng kim cương hiện tại như thế này có ok hay không, hay là kiếm kim cương còn thiếu ở chỗ nào hay không, cũng hãy comment bên dưới để mình hoàn thiện hơn những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ, hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.